cán bộ quốc phòng. Tôi xin trân trọng kính điều đồng chí thiếu tướng làm công đấu phó chủ nhiệm tham mưu trưởng tổng cục hậu cần quốc đội nhân dân Việt Nam. Về phía quốc phòng năm, tôi xin trân trọng kính điều đồng chí đại tá 010 phó chủ nhiệm cục hậu cần 81511 11786 11780 216 26 21411 21651 31706 41550 41530 41508 61632 Người lãnh đạo thành phố Tân Kỳ, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Bùi Quốc Minh, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng